Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, hôm qua ngày 8 tháng 12 tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn WHA, doanh nghiệp đề xuất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, bà Jisipon, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn WHA, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của tập đoàn. WHA là tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng bất động sản công nghiệp, logistics, tiện ích khu công nghiệp và năng lượng nước sạch. Hiện nay, tập đoàn đang đầu tư hạ tầng nhiều khu công nghiệp tại Việt Nam, trong đó khu công nghiệp tại tỉnh Nghệ An đã đi vào khai thác vận hành. Tại tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn WHA đề xuất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa giai đoạn 1 với diện tích trên 178 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, sự năng động của chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa trong hỗ trợ nhà đầu tư, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đồng hành với WHA trong quá trình đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn WHA đã lựa chọn đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân trong khu vực mà các doanh nghiệp hoạt động. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập đoàn của Thái Lan tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam theo xu hướng hợp tác chung của hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động. Trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan trên tinh thần lập pháp kiến tạo phát triển, đặt người dân doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, không tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam là thành công của chính Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn WHA sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa, góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tinh thần hợp tác cùng có lợi. Sáng qua, ngày 8 tháng 12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp ngài Marco Della Seta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc và tham dự ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được chào đón ngài đại sứ Marco Della Seta và đoàn công tác của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam đến thăm làm việc và tham dự ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, thông tin nhanh tới ngài đại sứ những nét nổi bật về điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, với tiềm năng lợi thế cùng những kết quả đạt được, Thanh Hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí mong muốn sẽ được đón các nhà đầu tư của Italia đến đầu tư tại Thanh Hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và du lịch, đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Italia. Tỉnh Thanh Hóa tổ chức sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh sự có mặt của ngài đại sứ Marco Della Seta và đoàn công tác tham dự sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam dành cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn, với sự quan tâm giúp đỡ từ phía Đại sứ quán và ngài Đại sứ Marco Della Seta, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều địa phương của Italia ký kết hợp tác với tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác Italia nhằm đóng góp vào mục tiêu xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia. Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam Marco Della Seta trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đại sứ Marco Della Seta chia sẻ, Thanh Hóa là địa phương thứ tư của Việt Nam mà ông đến thăm, làm việc chính thức kể từ khi nhận nhiệm vụ hồi tháng 8 năm 2023, chỉ sau ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
ngài đại sứ bày tỏ sự ấn tượng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc tròn 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước Italia-Việt Nam. Đây cũng là năm chứng kiến nhiều sự kiện gặp gỡ, trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó chuyến thăm làm việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Italia hồi tháng 7 năm 2023 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Italia và Việt Nam ngày càng phát triển. Đại sứ Marco Dolacetta cho biết, hiện tại Việt Nam đang là đối tác thương mại số 1 của Italia trong khối các quốc gia Đông Nam Á. Về đầu tư, Italia đứng thứ 32 trong tổng số 138 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên liên tục tăng cường mối quan hệ hợp tác về văn hóa giáo dục và khoa học công nghệ và đạt nhiều kết quả tích cực. Ngài đại sứ nhấn mạnh, nền tảng hợp tác bền chặt và lâu đời giữa Italia và Việt Nam đang là cơ sở để hai bên tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Đặc biệt, sự hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Italia, sẽ càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn tới. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam Marco Dolacetta khẳng định, với vai trò nhiệm vụ của mình, sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy quá trình hợp tác hữu nghị giữa Italia và Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương doanh nghiệp và các tổ chức của Italia nói riêng. Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Italia tại Thanh Hóa, chiều qua mùng 8 tháng 12, tại nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đại sứ quán Italia, Phòng thương mại Italia tại Việt Nam tổ chức lễ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa và triển lãm ảnh. Dự buổi lễ có ngài Marco Dolacetta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, ông Michele Dracoli, chủ tịch Phòng thương mại Italia tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Italia. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Văn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam Italia đã có những bước phát triển vượt bậc. Italia đã trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa trên hầu hết các lĩnh vực. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Italia ngày càng phát triển. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai bên. Sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia tại tỉnh Thanh Hóa là cơ hội tốt để hai bên mở rộng, thúc đẩy và tăng cường hợp tác, đồng thời phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Italia nói chung, mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương doanh nghiệp tổ chức của Italia nói riêng. Lễ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa là một trong những sự kiện bên lề quan trọng của Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức với quy mô 20 gian hàng, trong đó có 15 gian hàng của các doanh nghiệp Italia, bao gồm những thương hiệu nổi tiếng như Piaggio, Maserati, Danieli, GV và 5 gian hàng chung giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Tại triển lãm Nửa thế kỷ hữu nghị Việt Nam-Italia, người xem sẽ được xem lại những khoảnh khắc lịch sử ghi nhận mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, những hoạt động trong khuôn khổ Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Italia nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Italia nói riêng, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia lên tầm cao mới. Những hoạt động sản phẩm tại các sự kiện này sẽ tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước, con người và nền văn hóa của đất nước Italia xinh đẹp, đồng thời được trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tiên tiến hiện đại tại các gian hàng của doanh nghiệp Italia. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đối tác của Italia sẽ tìm hiểu thêm về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và xúc tiến các cơ hội hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Italia nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Italia nói riêng. Ngài Marco Dolacetta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia chuỗi sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định đây là sự kiện rất có ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Việt Nam Italia và kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam Italia. Ngài đại sứ hy vọng các hoạt động trong sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp các doanh nghiệp Italia và doanh nghiệp nhân dân Thanh Hóa có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm nông sản, công nghiệp, công nghệ, điện tử là thế mạnh của mỗi bên,
Cùng với đó, thông qua triển lãm ảnh, người dân Thanh Hóa sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Italia qua các thời kỳ, cũng như bản sắc văn hóa của đất nước Italia. Ngay sau khi cắt băng khai mạc sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu đã dự hội thảo kết nối đầu tư thương mại Thanh Hóa-Italia với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Thanh Hóa và Italia. Hội thảo là dịp quan trọng để hai bên cùng đánh giá những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Dự hội thảo có ngài Marco Della Seta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các sở ngành tổ chức và các doanh nghiệp Thanh Hóa Italia. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã giới thiệu về những đặc điểm riêng biệt, giá trị khác biệt tạo nên lợi thế của tỉnh Thanh Hóa về giao thông, đất đai, nguồn lao động, tài nguyên, văn hóa lịch sử để hợp tác đầu tư và phát triển toàn diện về kinh tế xã hội. Đồng thời cho biết, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nền kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Về hợp tác với Italia, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Thanh Hóa sang Italia đạt 22,3 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm ngao sấy, ngao đông lạnh, giày dép, hàng may mặc, đá ốp lát, hạt nhựa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, Thanh Hóa đánh giá cao uy tín, vai trò và tầm quan trọng của các nhà đầu tư doanh nghiệp châu Âu, trong đó có doanh nghiệp Italia trong các lĩnh vực và trân trọng mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp Italia nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, nông nghiệp, y tế, đô thị hóa và cơ sở hạ tầng. Tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, luôn luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngài Marco Della Seta, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt chân thành của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với các đại biểu Italia, đồng thời khẳng định các hoạt động của sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa là cơ hội rất tốt để thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Italia với tỉnh Thanh Hóa. Ghi nhận và bày tỏ ấn tượng đối với những tiềm năng và lợi thế khác biệt nổi trội của tỉnh Thanh Hóa, Ngài Đại sứ Italia đánh giá hội thảo kết nối đầu tư thương mại Thanh Hóa Italia là một sáng kiến để thúc đẩy các doanh nghiệp Italia có điều kiện tiếp cận một thị trường năng động, nhiều tiềm năng như Thanh Hóa. Ngài Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng từ chuỗi các hoạt động trong sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, cùng với chuyến thăm và làm việc vừa qua của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Italia, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư để khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện Italia-Việt Nam. Tại hội thảo kết nối đầu tư thương mại Thanh Hóa-Italia, các tổ chức doanh nghiệp của Italia và tỉnh Thanh Hóa như Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, VCCI Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Công ty Danieli, doanh nghiệp hàng đầu về công nghiệp thép của Italia, Công ty Công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp Nữ tỉnh Thanh Hóa đã tham luận, giới thiệu, phân tích, đánh giá về tiềm năng, thế mạnh hợp tác của mỗi bên. Hai bên đều thống nhất quan điểm, một trong những yếu tố then chốt góp phần phát triển mạnh mẽ mối quan hệ kinh tế là cam kết về đổi mới và chất lượng. Các ngành công nghiệp, doanh nghiệp Italia sẽ mang chuyên môn và công nghệ của mình đến Thanh Hóa, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, tiềm năng, vị trí chiến lược cũng như lực lượng lao động năng động của tỉnh Thanh Hóa sẽ mang lại cho Italia một cửa ngõ để tham gia vào các thị trường sôi động ở Đông Nam Á. Mối quan hệ thương mại và văn hóa song phương giữa Italia và Việt Nam sẽ là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Italia và tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định hội thảo đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đối tác Italia, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với quan hệ hợp tác đầu tư gắn bó với tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng, mặc dù hiện nay việc thực hiện đầu tư của các nhà đầu tư Italia tại tỉnh Thanh Hóa đang còn khiêm tốn, tuy nhiên Thanh Hóa xác định các nhà đầu tư châu Âu, trong đó có Italia, là đối tác rất quan trọng và tiềm năng. Từ hội thảo ngày hôm nay, cùng với các hoạt động trong sự kiện Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa mong muốn được tiếp đón các nhà đầu tư doanh nghiệp của Italia
đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thanh Hóa cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư doanh nghiệp Italia đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng lắng nghe, đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Italia luôn đạt kết quả cao nhất, mang lại lợi ích cùng phát triển cho cả hai bên. Chiều qua, ngày 8 tháng 12, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua dự thảo các chương trình, kế hoạch báo cáo trình kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về việc bàn giao, quản lý đất nông lâm trường, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí công tác quy hoạch ở các huyện miền núi, việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương, kế hoạch nội dung giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ban Dân tộc được đưa ra trình, thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đều là những nội dung quan trọng trong việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do vậy, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý, thông tin, số liệu để đảm bảo tính thống nhất, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa, điều chỉnh và bổ sung nội dung phù hợp, hoàn chỉnh trước khi trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng thời, chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, thời gian cụ thể, chi tiết. Cũng trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng và quản lý vị trí việc làm đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các ý kiến đã làm rõ những khó khăn hiện nay trong việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm như một số bộ ngành chậm ban hành thông tư hướng dẫn gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện. Một số bảng mô tả vị trí việc làm chưa rõ các tiêu chí có yêu cầu quá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với thực tế công tác. Việc xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp vẫn còn chung chung. Các ý kiến cũng đề nghị các bộ ngành cần hướng dẫn cụ thể số lượng biên chế cho một số vị trí việc làm, nhất là trong các đơn vị công lập. Việc xác định số lượng vị trí việc làm cần phải tính toán phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Việc luân chuyển vị trí việc làm phải cân nhắc giữa các tiêu chí yêu cầu đề ra với ngành nghề, lĩnh vực được đào tạo. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng quản lý vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt các chủ trương chính sách về xây dựng quản lý vị trí việc làm, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm đã được Quốc hội thông qua. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, các cơ quan tổ chức đơn vị từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nhiều giải pháp quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh từ cả hai phía cơ quan nhà nước và chủ đầu tư, nên tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng của nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất chậm so với kế hoạch đề ra. Dự án cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc được triển khai từ năm 2019 với diện tích quy hoạch 50 ha. Chủ đầu tư là công ty cổ phần 1268.
sau 4 năm triển khai, dự án vẫn chỉ dừng lại ở khâu quy hoạch, tiến độ rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực của nhà đầu tư. Tỉnh đã gia hạn đến 3 lần. Đến lần thứ 4 thì nhà đầu tư đã khẳng định là không có khả năng để làm. Qua đó thì huyện có báo cáo tỉnh đã dừng đầu tư cái cụm công nghiệp này. Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.681 hectare, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 11.934 tỷ đồng. Hầu hết các cụm công nghiệp đều chậm tiến độ so với các quyết định thành lập và phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Nguyên nhân là do chủ đầu tư gặp khó khăn, chưa tập trung được nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, nhiều dự án cũng gặp vướng mắc từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Cái khó khăn trong về đầu tư, thứ nhất là các cái thủ tục về đầu tư, cái thứ hai nữa là về cái công tác giải phóng mặt bằng. Để từ khi mà được tỉnh, nhà nước giao thuê đất để tiến hành đầu tư, thì đây là một trong những khó khăn vướng mắc nhất đối với các chủ đầu tư, vì nó kéo dài thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện thi công công trình hạ tầng cụm công nghiệp. Trọng tâm là cái lĩnh vực về giải phóng mặt bằng cho các cụm công nghiệp nó gặp rất nhiều khó khăn do cái nguồn gốc được đất đai cũng như là các cái phạm vi mà ngoài cái ranh giới dự án, nhiều cái vấn đề vượt cái thẩm quyền của huyện, một số nhà đầu tư đôi lúc cũng khó khăn về nguồn vốn. Đấy, chính vì vậy nó cũng là một trong những yếu tố mà khó khăn trong cái việc đáp ứng cái nguồn vốn cho việc chi trả giải phóng mặt bằng để đáp ứng cái tiến độ chung của dự án. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các ngành, các địa phương đã liên tục tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ quy định. Mới đây, Sở Công Thương Thanh Hóa cũng đã có tờ trình báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét không gia hạn tiến độ cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy và cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc do chủ đầu tư cố tình chậm trễ triển khai. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh rất quyết liệt, tuy nhiên trên thực tế, tiến độ các cụm công nghiệp vẫn còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, gây lãng phí tài nguyên đất đai của địa phương. Làm thế nào để tháo gỡ các khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện, sớm đưa các dự án cụm công nghiệp đi vào hoạt động? Đây sẽ là vấn đề được lựa chọn đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sắp tới. Mặc dù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện không xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch ở một số địa phương trong cả nước, các hộ dân và các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn lợn. Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trịnh Văn Tuyên, khu phố 5, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, hiện có khoảng 1.200 lợn thịt và 140 lợn nái. Để đạt hiệu quả chăn nuôi bền vững, từ nhiều năm nay, gia đình ông đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Chuồng trại được thiết kế khoa học, đảm bảo thoáng mát sạch sẽ, được tiêu độc khử trùng theo định kỳ. Cùng với đó, nguồn thức ăn nước uống và quy trình xử lý chất thải chăn nuôi được đảm bảo vệ sinh an toàn theo hướng dẫn của thú y. Nhờ đó, trong nhiều năm gần đây, trang trại của gia đình ông Tuyên luôn an toàn trước dịch bệnh. Đặt cái an toàn về cái dịch tả lợn châu Phi lên cái đầu tiên thì hạn chế tối đa cái khả năng nhiễm bệnh từ bên ngoài vào. Và thứ hai nữa là khi mình làm an toàn sinh học tốt thì những cái bệnh tật của địa phương cũng như là những cái bệnh khác đấy cũng sẽ giảm thiểu đi tương đối nhiều, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn lợn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng 1,3 triệu con. Qua kiểm tra thực tế, các trang trại chăn nuôi tập trung đều áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, nguồn nước và tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành thú y. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, do đã có nhiều kinh nghiệm khi trải qua các đợt dịch bệnh, nên trong những năm gần đây cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Mặc dù chưa được bài bản, đồng bộ, nhưng cũng đã có tác dụng quan trọng góp phần ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện nay là cái dịch tả lợn châu Phi là đang bùng phát trên cả nước, và đặc biệt là cái tuyên truyền cho hội viên phải đảm bảo được cái tiêu độc khử trùng theo định kỳ của trang trại gia trại, và cái về cái chăn nuôi
về cái cam kết là phải đảm bảo được cái vệ đầu tiên là cái vệ sinh môi trường, đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm hiện tại thì cái tuyên truyền và vận động nhân dân nó đạt được hiệu quả khá cao. Đến thời điểm này thì trên địa bàn xã cũng không còn cái dịch bệnh tả châu Phi, nhưng tuy nhiên địa phương cũng không lấy đó làm chủ quan, và nhất là trong dịp cuối năm địa phương vẫn tiếp tục dùng các tất cả các hệ thống trong hệ thống chính trị để vận động nhân dân để thực hiện các cái biện pháp để đảm bảo hiệu quả nhất. Thực tế, việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi không tốn kém nhiều chi phí, dễ thực hiện. Các hộ nuôi với quy mô lớn như trang trại hay nuôi nhỏ lẻ tại nông hộ đều có thể áp dụng để ngăn ngừa, hạn chế mầm bệnh. Vì vậy, ngày càng được nhiều người chăn nuôi áp dụng. Hiện đang là thời gian cao điểm chăm sóc đàn vật nuôi để xuất bán phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Song, đây cũng là lúc mà điều kiện thời tiết rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh. Do vậy, bà con và các chủ trang trại cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi, thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra do dịch bệnh. Thực hiện yêu cầu về lắp đặt trạm cân để kiểm soát lượng tài nguyên khai thác và tải trọng phương tiện, hiện nay đã có 8 trên 24 đơn vị trên địa bàn huyện Ngọc Lặc hoàn thành lắp đặt trạm cân tại các điểm mỏ. Tuy nhiên, trong số 8 đơn vị đã lắp trạm cân thì nhiều trạm lắp cũng như không, bởi đều có dấu hiệu không hoạt động. Ngay bên cạnh bãi tập kết đá này là trạm cân tải trọng, nhưng các xe vào vận chuyển đá ở đây không hề phải đi qua trạm cân. Liên kề với đó là phòng điều hành trạm cân, nhưng cửa lại được khóa rất cẩn thận như thế này. Sau một thời gian quản lý bỏ loay hoay tìm được chìa khóa để mở cửa phòng điều hành, thì máy tính kết nối với trạm cân có chức năng sao lưu khối lượng hàng hóa đi qua trạm cân lại không thể khởi động. Theo quản lý mỏ, thông thường những phương tiện ở ngoài vào mua lẻ mới phải đi qua trạm cân, còn các xe vận chuyển hàng cho mỏ không phải đi qua trạm cân. Nhưng vì nhiều ngày nay không có phương tiện ở ngoài vào mua lẻ nên trạm cân không hoạt động, dẫn tới máy tính kết nối với trạm cân bị lỗi. Trong quá trình vận hành khai thác thì nếu như mà bán hàng ra bên ngoài, tất cả các sản phẩm bán ra bên ngoài thì chúng tôi đều qua cân, còn nếu mà mang về công ty chế biến thì không phải qua cân mà nó có khối lượng theo xe rồi. Phòng điều hành trạm cân của công ty cổ phần thống nhất STC cũng trong tình trạng cửa đóng then cài. Tuy nhiên ở đơn vị này, sau khi được kích hoạt, máy tính kết nối với trạm cân vẫn hoạt động, nhưng dữ liệu sao lưu khối lượng hàng hóa xuất ra trong thời gian gần nhất cũng không hiển thị. Hôm vừa rồi thì máy tính của chúng tôi thì mới bị vào nước, cho nên là cái phần dữ liệu sao lưu thì tôi đang sao lưu ở trong cái máy tính chủ ở trong văn phòng. Huyện Ngọc Lặc đang có 24 đơn vị doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá vôi và đất sét ở các xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh, Kiên Thọ và Quang Trung. Đến nay, toàn huyện đã có 8 đơn vị hoàn thành lắp đặt trạm cân và còn 14 đơn vị chưa lắp đặt. Qua tìm hiểu của phóng viên, tại các đơn vị đã lắp trạm cân của huyện Ngọc Lặc, nhiều lái xe cho biết cách thức mua hàng vẫn giống như khi chưa lắp trạm cân, nghĩa là các xe chỉ cần mức hàng hóa bằng thành, bằng thùng rồi phụ bạt là đi, mà không phải đi qua trạm cân. Vì vậy, bên cạnh tiếp tục đôn đốc những đơn vị mỏ chưa lắp trạm cân sớm hoàn thành việc lắp đặt theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Lặc và các xã có điểm mỏ cần sớm phối hợp kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các trạm cân, góp phần kiểm soát tốt tải trọng ngay từ điểm mỏ, tránh tình trạng lắp trạm cân nhưng các xe quá tải vẫn hoạt động, làm ảnh hưởng tới kết cấu công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông và thất thoát ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần cấp cứu, điều trị tích cực, 3 trẻ sinh non trong 1 ca sinh ba đã được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống thành công và trở về khỏe mạnh bên vòng tay cha mẹ. 3 tuần trước, tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ khẩn trương, căng thẳng, người nhà hoang mang, lo lắng. Cái tiên lượng cực kỳ là xấu. Gia đình thì rất là hoang mang và lo sợ, cũng không biết là như thế nào. Vì con sinh ra luôn mà đã đưa sang bên đây rồi và trong tình trạng là cực kỳ nguy kịch như thế. Tình trạng bệnh rất là nặng. Vừa phải điều trị tích cực cho bạn ấy, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng tĩnh mạch và kháng sinh. Vì những cái bạn ấy non thì kèm theo cái tình trạng nhiễm trùng nữa. Thời điểm ban đầu thì cái tiên lượng của bạn ấy rất là nặng. Khoa đã tích cực điều trị từ bác sĩ đến điều dưỡng chăm sóc của bạn ấy rất là tích cực, theo dõi rất là sát. Thế nhưng chỉ 3 tuần sau, cũng tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh này, niềm vui hạnh phúc như vỡ òa. Đến hôm nay thì các cháu đã bình phục và khỏe mạnh trở lại. Thì đấy là một niềm vui vô cùng rất lớn và
chúng tôi cũng khó mà diễn tả hết được. Đây cũng là lần sinh đầu tiên của vợ chồng, nhưng mà cũng rất là may mắn và có một cái kết quả cực kỳ là mỹ mãn. Sau bao vất vả, mong ngóng, chị Nguyễn Thị Thu Huyền ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống đã mang thai lần đầu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Gia đình vui mừng khi chị mang thai ba. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 34, chị phải mổ cấp cứu lấy thai nhi. Sau sinh, sản phụ bị tiền sản giật. Ba bé sơ sinh được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng tím tái, suy hô hấp độ 2, nhiễm chủng huyết, nguy kịch. Bằng sự nỗ lực tận tâm của các y bác sĩ, điều dưỡng, sau 3 tuần điều trị, hồi sức tích cực, cả ba bé đã thoát khỏi cửa tử, trở về trong vòng tay ấm áp yêu thương của gia đình, cùng niềm vui mừng khôn xiết của người thân và các y bác sĩ, điều dưỡng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.